Xin chào toàn thể các bạn. Vẫn như mọi khi, vẫn như mọi cái hành trình, hôm nay mình lại tiếp tục có mặt trong một cái cánh rừng sâu bạt ngàn mênh mông, toàn là những cái dãy núi, những cái cây gỗ to thôi các bạn ạ. Hôm nay mình vẫn sẽ có những cái hành trình để lên trên những cái ngọn núi tít trong những cái khu rừng sâu như thế này, để tìm kiếm những cái loài hoa lan rừng và chia sẻ những cái điều gặp gỡ của mình cho các bạn cùng cái niềm đam mê theo dõi. Mời các bạn đồng hành với mình trên cái chặng đường tìm kiếm những cái loài hoa lan rừng này các bạn nhé. Mình đi ở giữa rừng và ở đây thì mình thấy có một cái nguồn nước các bạn ạ. Mặc dù là đã đi rất là sâu vào trong rừng rồi các bạn nhé, nhưng mà ở đây nó là một cái khu vực thung lũng thấp và có một cái mỏ nước ở đây này các bạn này. Nước là điều quan trọng nhất để có thể sinh tồn. Ở đâu có nước thì ở đó con người có thể sống được các bạn ạ. Đây có một cái mỏ nước ở giữa rừng sâu. Mình theo những cái phương hướng của mình đã định sẵn. Và hôm nay mình sẽ đi một cái dãy núi rất là dài. Qua dự tính của mình là sẽ đi qua đến 3-4 ngọn núi cơ. Bởi vì là mình vào tít trong rừng sâu này thì mấy cái ngọn núi hôm nay mình nhận thấy là nó cũng không quá cao đâu. Nhưng mà ở trong rừng sâu ấy thì mình nghĩ là sẽ có nhiều những cái loài lan rừng. Ở đây nó cũng không có đường lối gì cả, rất là rậm rạp nhưng mà vẫn có thể chui đi được các bạn ạ. Mình đang đi qua một cái chỗ này mà toàn là cây chuối rừng thôi. Nói chung là một cái rừng chuối ở đây. Tại vì khu vực này nó ẩm thấp, nó có nguồn nước mà, cho nên những cái cây chuối này nó phát triển này các bạn này. Lát nữa mình sẽ lên đến núi thôi các bạn ạ. Sau một mạch từ dưới cái thung lũng này đi lên trên núi các bạn ạ. Bây giờ mình đang đứng trên những cái vách đá cao. Và ở đây thì mình lại có gặp gỡ về cái loài lan hàm lân đang hoa. Một cái loài lan nhỏ bé mà không phải ai cũng có thể nhận ra được. Đang có những cái bông hoa màu vàng này các bạn này. Nó sống ở trên đá luôn. Hôm nay cái cây này thì nó không phải ở trên thân cây nữa. Nó không bám ở trên thân cây nữa, mà nó bám ở trên một cái tảng đá. Kể ra hôm mùa hoa của nó cũng kéo dài đấy các bạn ạ. Mình cũng đã từng gặp đôi lần trong những hành trình dạo trước. Bây giờ vẫn còn có thể gặp được hoa của nó. Cái loài hàm lân mà có cái mùi thơm, hương chanh, dịu mát các bạn ạ. Khung cảnh trên những cái vách đá, những cái hang hốc này các bạn này, khá mệt các bạn ạ. Mặc dù là trời lạnh nhưng mà khi mà leo lên trên những cái ngọn núi này, lúc nào cũng phải ướt mồ hôi thì mới lên đến đỉnh được. Không hề dễ dàng chút nào. Những cái ngọn núi ở đây thì nó không quá rậm các bạn ạ. Nó cũng vừa phải thôi. Nó chỉ rậm ở bên dưới chân núi thôi, còn lên trên càng cao thì nó lại càng thoáng. Rất nhiều những vách đá. Ở đây thì có lẽ là không phải cái vị trí mà có cái hướng núi ẩm, cho nên là mình không thấy có nhiều loại lan. Những cái khu vực nào mà nó thuộc cái hướng núi ẩm ấy thì ít nhất cũng phải có những cái loài lan lọng bám kín ở trên những cái tảng đá thoáng. Chỗ này thì hơi khó đi qua đây các bạn ạ. Phía xa kia là một cái cây lan mật khẩu các bạn. Nó rất là giống cái cây mật khẩu miệng kín hôm qua kia. Có bác hỏi cái cây lan cẩm chi ấy. Cẩm chi nó cũng thuộc cái dòng lan miệng kín nhưng mà nó cực kỳ giống mấy cái cây mật khẩu các bạn ạ. Thân lá nó đều nhỏ tí y nhau. Phải có kinh nghiệm thì mới phân biệt những cái loài lan nhỏ. Mình nhìn mãi mới nhận ra cái ngọn lan này các bạn ạ. Nhìn còn không phát hiện ra luôn. Ở trên cái thân cây, cái cây giữa rừng các bạn nhé. Một cái ngọn lan hoàng thảo hương vani. Mà thân nó có cái màu tím lịm luôn. Trên cái vách đá này. Đấy, một khóm hương vani này. Có một cái thân rất là dài này các bạn này. Cái loại này nhìn ở ngoài tự nhiên thì lúc nào cũng cảm thấy nó rất là đẹp. Ngoài tự nhiên nó có một cái vẻ đẹp độc đáo của nó. Hay là những cái ký ức của mình, cái loài lan này không biết. Tại vì là
từ hồi nhỏ những cái loài lan đầu tiên mình biết đến đó là cái loài hoàng thảo hương vani và long nhãn. Đấy, từ nhỏ mình đã lấy về trồng rồi. Những cái cây hương vani nó hay lên rất nhiều kỳ ở cái thân già đấy các bạn ạ. Mình thấy nó rất là đẹp. Mình đang đứng ở bên dưới một cái vách đá các bạn ơi. Vách đá ngay gần đỉnh núi. Ở trên này thì có nhiều cây gỗ to này các bạn ơi. Có nhiều những cây gỗ như thế này lắm. Thì khả quan là sẽ có nhiều những cái loại lan trên cây, những cái loại phong lan đấy các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy có một cây cẩm báo rồi. Một cây cẩm báo mà nó dính đúng một cái rễ thôi các bạn ạ. Nó đang chuẩn bị rụng ở trên xuống, dính đúng một cái rễ già này các bạn ạ. Đấy. Cẩm báo mà nó cũng là cái dòng rễ gió các bạn nhé. Cái loài này thì không có giá thể nó vẫn sống được này các bạn này. Mọi người xem có đẹp không? Nó treo lơ lửng này. Nó chỉ dính mỗi một cái rễ già này. Dính hai cái, một cái thì mình vừa mới gỡ xuống rồi. Mình vừa mới gỡ xuống rồi, một cái ở bên dưới nhé. Nó treo lơ lửng ở trên cây như này luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp nhá. Cái loại này lúc nó ra hoa thì hoa nó cũng rất là bền. Và nó có một cái mùi hương cực kỳ là đặc trưng của cái loài này luôn. Không đụng hàng với cái mùi hương của cái hoa gì cả. Lan cẩm báo. Có nhiều cây gỗ to và nhìn cũng đẹp lắm các bạn ạ. Đây là một cái cây gỗ, không biết là gỗ gì đã chết lâu rồi. Ở trên những cái cánh rừng sâu này có những cái loài gỗ quý các bạn nhé. Có những cái loài gỗ rất là quý, nó hay sống ở trên đỉnh núi cao ấy. Đợt trước mình đã từng gặp một lần cách đây cũng gần một năm rồi. Cái cây gỗ bách xanh, mình lúc đấy mình lại không biết cái cây gỗ đấy các bạn ạ. Cây gỗ tùng bách xanh, cái cây gỗ kia nó là một cái loài cây gỗ cực kỳ là quý. Và nó có cái mùi thơm tuyệt vời lắm các bạn ạ. Cách đây mấy hôm mình gặp mấy ông họ đi lấy cái loại gỗ đó về, mình mới được ngửi mùi của nó, công nhận là nó thơm. Gỗ tùng bách xanh ở trên đỉnh núi. Không biết là bao giờ mình lại có dịp gặp lại để quay cho mọi người xem cái bộ lá của nó. Chắc mình nghĩ là không có nhiều người biết đâu. Có những cái loài gỗ nó rất là độc đáo, rất là hiếm, chỉ có ở trên những cái đỉnh núi mà hoang vu khô cằn như thế này thôi. Trên này thì nó rậm rạp hơn nhiều rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi dọc theo cái đỉnh này. Trên đó có những cái cây mà chắc là toàn lăn lọng, nhiều lắm. Ở đây có một cái khúc cây gỗ nhỏ thôi các bạn ạ. Nhưng mà nó bám kín toàn là lăn lọng luôn các bạn ạ. Một cái loài lan lọng mà mình cũng không biết tên. Nhưng mà với mật độ dày đặc như thế này, nếu mà đến cái mùa nó ra hoa thì chắc là sẽ rất là đẹp. Một khúc cây từ cái ngoài kia, từ cái ngoài kia vào đến trong này. Cây gỗ có nhỏ thôi, nó cũng chỉ bằng bắp chân của mình thôi. Nhưng mà nó bám kín ở đây luôn. Một cái khúc khoảng mét rưỡi như này toàn là lọng luôn. Những cái loài lọng này nó hay có những cái mặt hoa độc đáo lắm các bạn ạ. Lan lọng ấy, lan lọng ấy, mỗi loài nó có một cái vẻ đẹp, những cái bông hoa riêng. Và những cái khóm dày thì nó lại càng đẹp. Ngoài kia cũng có một đống luôn. Lan lọng thì hay phổ biến. Có những cái loài lọng rất là phổ biến, nhưng mà cũng có những cái loài nó cũng khá là khó gặp. Chỉa ra bên ngoài vách đá này. Lan lọng ở trong rừng sâu thì luôn tạo cho người ta những cái khoảnh khắc tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ mình đang ngồi trên một cái thân cây to lắm các bạn ạ. Mà cái thân cây này thì chả có cái gì ngoài lan lọng cả. Bám kín cả cái cành cây luôn. Cho các bạn xem này. Quá nhiều. Cái cành cây này thì nó bị khô rồi, mình không dám chui ra ngoài kia nữa. Phải nói là kín toàn là lọng luôn. Cái này nó cũng phải bằng cái thùng sơn các bạn ạ. Cái khúc cây này nó cũng phải to bằng cái thùng sơn mà bám kín cái cây này toàn là một cái loài lan lọng. Đúng một loài thôi. Những cái loài lọng thân bò này công nhận là nó có một cái sức phát triển thật khó để tưởng tượng. Những cái cây gỗ già cằn cỗi. Và ở đây thì ngoài lan lọng thì còn có cả cái loài lan lan mật khẩu, lá kim này, mình hay gọi là lan tóc tiên đấy. Đấy, nó treo tít trên kia xuống. Ở đây thì nó ngược lên trời cho nên cũng hơi khó quay cho các bạn xem. Nhưng mà thực ra thì nó, cái vỏ cây, cái phần vỏ bên ngoài gốc cây này là toàn là lan lọng chùm lên cả.
cái cây gỗ mà lại phụ thêm cái loài loài lan kín cả bên ngoài vỏ như một cái lớp áo các bạn ạ. Rất nhiều và rất nhiều. Xung quanh là những cái ngọn núi bao la các bạn ơi. Bao la lắm. Mình đi hết hết cái ngọn núi này rồi đấy, hết cái đỉnh rồi đấy. Chỉ có mấy cái gặp gỡ này. Bây giờ mình sang nốt cái đầu đỉnh bên này xuống rồi là đi xuống núi. Cái đầu bên này thì cũng thấy địa hình khá là đẹp, không biết là có cái gì không. Mình sẽ đi xuống rồi mình sẽ lên một cái ngọn núi khác các bạn ạ. Nhiều núi lắm nhưng mà không biết là lên ngọn nào cho hay. Nó chạy dài vòng quanh cái khu vực mình đang ngồi này. Ở trên những cái đầu dãy núi thì thường là cái địa hình nó khô khan các bạn ạ. Và ở đây có những cây gỗ cằn cỗi này. Cây gỗ cằn cỗi thì hay có nhiều những cái loài lan. Tại vì cằn cỗi thì cái lớp vỏ mục của nó sẽ rất là dày. Đây là những cái cây xương cá. Lan huyết nhung nhỏ. Đây là cái lan huyết nhung nhỏ đấy các bạn này. Đấy, xương cá nhỏ này. Ở đây nó do là có ánh nắng chiếu vào nhiều cho nên nó có một cái màu tím sậm. Còn bên dưới phần gốc này thì có một cái cây lan lan cẩm báo nữa đây các bạn này. Cây lan cẩm báo đây. Ở đây nó cực kỳ là cứng cáp luôn. Mặc dù là cây nhỏ thôi các bạn ạ. Cây nó chưa to mấy. Đấy, nhưng mà nó rất là cứng. Tại vì là nó sống ở chỗ nắng nuôi nhiều mà. Rễ của nó thì bò đi xa lắm nhưng mà nó cũng bị chết nhiều các bạn ạ. Rễ già nó cũng chết này các bạn ạ. Tự nhiên thôi. Nhìn cây rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ phải đi vòng dần xuống bên dưới này các bạn này. Mình sẽ đi vòng xuống cái đầu này để sẽ lựa chọn một cái ngọn núi khác cao hơn. Ngọn núi này thì cũng cao rồi nhưng mà chưa đủ độ cao để có được những cái loài lan đẹp. Các bạn ơi, mọi người có nhận ra ở đây có những cái cây gì không? Mình đang đi từ trên núi xuống cái khe này. Mình nghĩ là bị lạc đường rồi. Đi vào trong rừng sâu này. Toàn những cái chỗ này là toàn những cái khe núi ẩm thấp này các bạn này. Và khi mà xuống đến cái khe này thì cái loài địa lan khổng lồ đấy các bạn ơi. Dòng hạc địa lan hạc đỉnh. Nhưng mà hạc đỉnh gì thì cũng chịu. Không biết nhiều người, mỗi người góp ý một cái tên. Chứ phải có cái mặt hoa thì mới xác định được các bạn ạ. Đây là cái ngừng hoa của nó này. Hôm trước mình quay cho các bạn xem rồi nhưng mà còn chưa rõ ràng lắm. Hôm nay nguyên cả một bãi ở đây luôn. Cây nó to lắm các bạn ạ. Cây nào cũng có ngùng hoa này các bạn này. Đấy, có quả luôn. Quả nó vừa mới bung xong. Mới gốc liền. Nó chỉ ở chỗ rất là ẩm các bạn ạ. Chỗ này thì mình nghĩ là bên dưới đất này, dưới sâu này có một cái khe nước ngầm ở bên dưới này. Tại vì mình đi qua chỗ này thấy mát rượi luôn. Đang nghĩ là không biết là có gặp được cái loài địa lan này không thì vừa mới chui lên khỏi cái bụi thì gặp luôn các bạn ạ. Đấy, củ của nó này các bạn này, to chưa? Một nắm luôn. Đấy, hoa của quả của nó đang bùng này các bạn này. Đang mùa. Vãi ra thế này thì không biết là bay được bao xa. Cây của nó cao lắm. Đây là một cái thân tơ của nó này, 20, 40, 60. 80. Cây này nó cao 80 các bạn ạ. Cao 80, lá thì to bản lá 20 này. Ngùng hoa cũng to bằng ngón tay út của mình. Không biết là hoa thì có đẹp không nhưng mà nhìn vào cây thì khó có loài địa lan nào so sánh kịp về cái độ to của nó. Quanh quanh ở trên đỉnh núi lúc là bị lạc đường luôn. Bây giờ là đang lẫn lộn phương hướng luôn các bạn. Ở giữa trong rừng mình còn mong muốn đi thêm cái ngọn núi khác nữa. Không biết là xuống dưới này có đường không. Nhưng mà có đường thì mới dám tự tin đi tiếp các bạn ạ. Nếu mà không có đường thì vẫn phải tìm đường quay lại. Tạm thời hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái video như vậy đã. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.